Rồi anh chào Long ha. Thì anh bữa hôm anh nghe có cái cô kia nói giới thiệu hoàn cảnh của. Được rồi cô, ngồi xuống. Rồi anh chào em Long ha. Em cho anh hỏi em tên cái gì Long em? Dạ, Nguyễn Kim Long. Nguyễn Kim Long, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 19 tuổi. Còn đây là mẹ em ha. Dạ. Cô là cô tên gì em? Thì là Nga, cô Nga bao nhiêu tuổi rồi em? 55 tuổi. Rồi anh hỏi cái là ba em đâu rồi? Ba bỏ đi lâu rồi. Bỏ đi lâu rồi hả? Dạ. Bỏ đi từ lúc năm em bao nhiêu tuổi? Bỏ đi được 2-3 năm nay. À mới bỏ đi 2-3 năm nay. Dạ. Sao bỏ đi vậy em? Có vợ khác. Có vợ khác hả? Anh nghe em nói là em bị ung thư máu hả? Dạ. Cho nên người nó nổi lên vậy đó em hả em? Dạ. Em bị bao lâu rồi em? Tết đến giờ. Rồi có đi khám đi đồ gì không em? Dạ, thuốc men rồi gì? Có nằm bệnh viện cả nửa tháng rồi về. Bệnh viện nào em? Dạ, bệnh viện Huyết Thọ. Nửa tháng rồi về. Rồi bây giờ là cứ mỗi tháng đi lấy thuốc hay là sao em? Dạ, 10 ngày đi lần. 10 ngày đi lần. Rồi mẹ là không có nghe em hả? Dạ. Mà mẹ nói chuyện được. À, rồi mẹ bị gì? Mẹ bị gì ở tai vậy em? Dạ mẹ bị lảng tai. Lảng tai hả? Dạ. Rồi cái công việc chính của em với mẹ là sao? Dạ đi bán vé số. Bán vé số. Sáng là đi bán hả? Dạ. Sáng là mấy giờ là đi? 6 giờ. 6 giờ đi bán là khi nào hết là về hay sao em? Dạ. Mình hay đi bán khu vực nào em? Dạ gần đây, gần chợ. Gần cái chợ Bình Lộc để chơi gì ta? Chợ này, chợ Tự Nhóm. À chợ Từ Phát thôi đúng không? Dạ. Rồi em nó có bị ngứa em gại hoài gì hả em? Dạ. Rồi ăn uống làm sao? Cái ăn uống có khó khăn gì không? Dạ bình thường cứ gà, bò, với hải sản đồ biển. Hồi xưa em có được đi học không? Có. Em học đến đại học không? Dạ hết lớp 9 rồi. Hết lớp 9 thôi hả? Rồi hằng ngày hai mẹ con bán được bao nhiêu vé số em? 120 tờ. Dạ. Là được trăm mấy? 140. Là coi như là tiền đó là tiền thuốc men, tiền trọ đồ của em luôn hay sao? Dạ. Em có bảo hiểm y tế không? Dạ, lúc trước thì không có, giờ có. Giờ có rồi ha. Dạ. Rồi anh hỏi cái là mẹ có một mình em hay là còn có anh chị em gì khác không? Dạ, có mình em. Có mình em ha. Dạ. Hồi trước mà em chưa có bị phát cái bệnh, chưa có phát hiện cái bệnh ung thư máu này á, thì em đi làm cái gì? Làm shipper. À, đi giao hàng á ha. Dạ. À, giao khu vực nào? Dạ, thì đơn lên chỗ nào thì mình đi giao chỗ đó. À, nhưng mà ý là mình đầu xe ở khu vực nhà mình luôn hay là mình đi vô trung tâm? Dạ, thường thường đậu ở Tân Phú. À, rồi hồi xưa là mẹ đi làm cái gì em? Dạ, hồi xưa mẹ cũng đi nhậu một dư gan. Nào hụt dư gan hả? Dạ. Nào hụt dư gan là cái cắt bộ ruột ra mình nào cái hụt đi á hả? Dạ đúng rồi. À là bây giờ vẫn cái công việc đó. Dạ. Sáng là đưa em đi bán vé số xong rồi chiều là về đi bán đi làm cái đó. Dạ. À. Cái đó thì nào người ta có dư về thì người ta kêu làm, còn không thì thôi. À cái đó làm ngày được bao nhiêu? Dạ tùy ngày. Cái đó làm nó tiếng nhiều, là... nhiều thì làm lâu thì có nhiều tiền. Rồi bây giờ là giống như mẹ mà không có nghe gì thì làm sao mà trò chuyện được với mẹ? Dạ, nói lớn là mẹ mới nghe. Nói thiệt lớn là hả? Dạ. Rồi mẹ bị vậy thôi chứ tất cả mọi thứ là mẹ đều làm được mà đúng không? Dạ. Cô ơi, cô nghe không? Nói lớn là thì cô nghe. Dạ, nói lớn thì nghe ha. Dạ. Rồi chú đi lâu chưa cô? Chưa bị này mấy năm mà. À. Dạ. Tự nhiên nó bị vậy thôi à? Không, bị cô mổ mắt nè, rồi nó động vô tay bị điếc. À, mắt cô bị gì? Mắt đó nó bị không có thấy đường nữa. Dạ. Rồi cô mổ bác sĩ người ta khám người ta nói mổ là phải động gì tay, còn không động gì tay thì động gì nói, không có nó nói được á. Mà giờ nó động về tay điếc á, hai lỗ tai.
Mình giờ, giờ hai mắt đều thấy đường đúng không? Mắt này, con này không thấy, thấy có con này thôi. Mù rồi mà cuối cùng thấy luôn. Con vậy này thì bị mù, không vậy mù với mất công nữa. Mù mà cuối cùng thấy luôn. Mổ mà cũng không thấy luôn. Đó là người ta mổ, người ta nói chỉ cứu giãn cho nó hết đau nhức với lại cứu con mắt bên đây thôi, sợ nó lầy qua thôi chứ mắt đây cứu không được. Dạ. Cô đi làm dưa gan thì mấy giờ về? À, chắc một giờ mấy rồi cô đi, người ta rước cô đi. Rước đi. Đi tùy theo dư nhiều dư ít, có bữa về 6-7 giờ, có bữa 8 giờ, có bữa 10 giờ, không chừng dạ. Nhiều thì về tối. Rồi ai lo cho em? Bỏ lòng ở nhà, cô đi cô nấu cơm sẵn hết để em bới để đó cho nó, rồi nó thấy đói bụng nó bò ra nó bưng nó ăn. À. Em ơi, cái hồ sơ bệnh án của em còn không? Cho anh dạ, coi cái em bị bệnh gì. Ở đó để dưới quê á. Sao để dưới quê vậy? Đi làm đi khám trên này mà để dưới quê? Dạ, tại vì không có đi khám nữa, với lại uống thuốc nam không. Uống thuốc nam không hả? Dạ, uống thuốc nam này là xin hay là mua cô? Dạ, thuốc thì cho từ thiện, tốn tiền à, đi. Tốn tiền xe đi ha? Dạ. Lấy ở đâu em? Dạ, Bình Dương. Ai đi lấy cô? Dạ, con. Ai? À, hai mẹ con đi lấy luôn? À, hai mẹ con đi hết. Đi lấy thì uống được bao lâu? Được bao xe đi, hốt một lần 10 ngày đi. 10 ngày đi lần? 10 ngày đi lần. Dạ. Mà hốt, người ta hốt không có tốn tiền tiền thuốc, mà mình không tốn tiền mình đi xe á. Dạ, đi về bao nhiêu cô? Phải kêu xe vô tới đây rước nó đi. À, sao em nhìn nó khỏe vậy mà điếng được à? Dạ. Rồi. Sao vậy em điếng được gì lắm? Yếu lắm hả? Dạ. Yếu hết ngoài chân. À. Anh nhìn vậy mà anh tưởng làm đi được à. Là đứng dậy cũng được luôn hả? Dạ, đứng dậy thì được. Đứng dậy là vìn đi được trong nhà? Dạ. Rồi còn đi ra ngoài là điếng được hả? Dạ. Là đi là phải ngồi xe lăn hay sao em? Dạ. À, vậy là mẹ để đi xe lăn bán vé số luôn? Dạ. À. Rồi mỗi lần mà đi Bình Dương xin thuốc vậy là sao cô uống đi mình? Sao phải đem em Long đi? À, cô đi với nó ra ngoài hốt ra, mà dặn dắt nó ẩm nó lên xe lăn đẩy vô. Ý là đừng có đem em Long đi, cô đi mình cho đỡ tốn kém. Mà cô ông thầy nó thì nó hốt không có bắt số. À. Còn cô thì cô hỏi phải chờ bắt số. Kệ, nhưng mà cô đi mình đỡ tốn kém. Bắt số nhiều quá, chờ lâu rồi tài xế nó không chịu chờ. Thằng này hốt rồi thì nó về, nó không chịu chờ. Cô không hốt được chung với nó, cô phải đi về theo. Ý là lần sau cô đi sao cô cũng đi mình á. Đi mình thôi, cô xin hốt, cô đem em đi mấy lần rồi. Cô nói giờ đem em đi lần khó khăn quá, xa xôi rồi. À, xe cô thuê tốn kém á, cô đi mình, cô hốt cho em vậy đó. Đỡ khỏi phải đem em đi, đỡ tốn tiền. Nhưng mà phải uống hết 10 lần á, đi lên cho thầy bắt mạch lại. À, bắt mạch nữa hả? À. Mỗi lần đi hốt đúng là bắt mặt lại, mỗi lần hốt. Dạ, con hiểu rồi. Suốt mỗi lần hốt khác nhau. Dạ. À, cái bệnh nó có giảm hay có nó có thành triệu chứng gì khác. Dạ, con hiểu rồi. Phải đi theo hàng tuần vậy cho ông bắt mặt. Anh hỏi Long cái này là tiền trọ đây là mình ở bao nhiêu tháng em? Dạ, 1 triệu. 1 triệu một tháng. Dạ. À, 1 triệu một tháng là điện nước chưa? Dạ, rồi. À, vậy đây cũng... người ta cho thuê mỗi người 1 triệu, mẹ con cho thuê 700. Là sao anh chưa hiểu? À, là một phòng ở đây là thuê 1 triệu. Ừ, nhưng mà hai mẹ con mình còn có 700. Dạ, à, rẻ, 700. À, rẻ vậy? À, là 1 triệu là coi như là mình đi bán tháng được 3 triệu mấy, gần 4 triệu á ha. Dạ. Nếu mà đi bán đều đều, ngày nào cũng bán là gần được 4 triệu, hết triệu tiền trò rồi. Dạ. Còn 3 triệu là tiền thuốc, tiền men, người ăn, người uống. Dạ. À. Hồi xưa giờ có ai quay lên giúp đỡ cho em giống như anh đang quay vậy không? Dạ có. Ờ, có giúp được nhiều không? Dạ cũng được. À. Ai quay em? Dạ chị Yến với chị Hoa Từ Tâm Thiện. À, quay lên giúp được bao nhiêu? Dạ cũng không biết nữa. Vậy tiền đâu mà không biết là sao anh chưa hiểu? Dạ quay vô bỏ vô chứ không có đếm. Quay bỏ vô cũng đếm là sao? Là kiểu giống như là cho rồi không có tiếng. À, vậy tiền đó giờ cất ngay là xài hay là gửi ngân hàng? Dạ, cất. Ừ, vậy thôi cũng được. Có nghĩa là cho mà không có biết số tiền bao nhiêu đúng không? Dạ. Ừ, vậy thôi thì cũng được. À... này, có mấy cô ở trên này đó, nói hoàn cảnh của em Long bị
ung thư máu như vậy mà, nhưng mà có hai mẹ con à. Thì hôm nay anh có dịp anh đi ngang qua lên đây thì ghé thăm Long rồi tìm hiểu hoàn cảnh của mình. Em cứ ngứa cả ngày vậy luôn hả Long? Dạ. Người ta chẩn đoán cái em là ung thư máu là có nói giai đoạn mấy rồi không? Dạ không. Thì cái này là cứ uống thuốc và điều trị vậy thôi em hả? Dạ. Chứ nó đâu có bớt, đâu có hết đâu đúng không? Dạ khó mà chi phí cao lắm. Chi phí cao hả? À, nó đỏ thế, nó nổi, nó vào quá. À, mình ở trò đây là đường Liên ấp 123 em hả? Dạ. À, nhà trò của Long ở là Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Thì nếu ai có điều kiện mà muốn thăm Long thì mình có đọc cái địa chỉ đó. À Long cho anh xin cái số điện thoại của em để cho tất cả mọi người có thể liên lạc hỏi thăm em á Long. Dạ, đọc giùm anh cái. 0976 ha. 626. Tiếp đi em. 908. Rồi. Là có một số đó thôi hả em hả? Dạ, có một số đó thôi. À số đó là Long cầm hả cô? Dạ. À. Thôi vậy hôm nay anh lên anh ghé anh thăm. Thì anh có cái số tiền của mấy anh chị cô chú gửi cho Long rồi anh đưa cho Long ha. Dạ. Để có tiền bốc thuốc rồi đi xe đi cậu. Có tự nấu cơm nấu nước ăn được không? Dạ không, đi tự lại lấy ăn. Tự lấy ăn thôi ha. Tự bò lại đây nha, cô để sẵn cho anh bếp rồi nên là bò lại lấy ăn. À rồi ra ra xe thì cô để xe sát vô là ngồi lên xe lắc hả? Dạ. Thì cô ẩm nó lên về lên xe lăn đẩy nó đi bán xong về ăn xuống. Dạ. Thôi đây Long, hôm nay anh ghé thăm Long thì có chú Trung, cô Nga ở bên Canada có gửi cho 100 Canada là được 1.750.000. Đây, anh gửi cho em để có tiền mà lo thêm thuốc men ha. Rồi có đi xe đi cổ để bóc thuốc bắt đầu đây, 3 tờ ha. Đó, 1.750.000. Em gửi lời cảm ơn chú Trung và cô Nga ở bên Canada. Dạ, cảm ơn. Có tiền em bóc thuốc ổn. À, ừ, cố gắng hết bệnh ha. Hết bệnh rồi đi làm lo cho mẹ. Chị cũng cố gắng rồi, gửi lời cảm ơn các tâm lòng hảo tâm anh chị em rồi những giúp đỡ con cái gì thì đừng được khỏe mạnh thì có tiền mua thuốc uống chứ mà đó là thành nó còn mạnh khỏe thì thành phố kiếp của đời chị rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ mình chưa không biết sao để mình đền ơn đất để tấm lòng vàng lên. Rồi vậy thôi cô ha, rồi con chào cô nha. Dạ. Anh hỏi cái là quê mình là ở đâu Long? Đồng Tháp. Đồng Tháp mà huyện nào? Dạ, huyện Thanh Bình. Thanh Bình nữa, xa vậy? À, xã nào của huyện Thanh Bình đó? An Phong. An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp. À, nhưng mà anh hỏi cái là sao mà ở dưới quê mà lên đây vậy em? Dạ, ở dưới bị cô gì chú bác đuổi rồi. Đuổi hả? Vì sao đuổi? Để ta sợ phiền với người ta. À vậy em nói em mới bị cái từ Tết đến nay mà sao người ta đuổi? Dạ thì tết em bị bệnh nhiều nhiều ơi. Còn nhà ở dưới mà bệnh viện cất ở dưới cũng được mấy tháng. À. Rồi ông bà ngoài đâu còn không? Dạ mất. Mất rồi hả? À. Rồi anh chị em của mẹ thì vẫn còn ở dưới đó hả? Dạ. Ừ. Là mấy cầu mấy gì là hứng chiều hả? Dạ. Ừ. Thì là cái nhà mình là cái nhà gốc vẫn còn dưới á. Dạ. À. Rồi có tính khi nào về không? Tết nhất rồi vậy có về không? Dạ chắc cũng muốn về. Ừ. Ở bên nồi là không có nhận hả em? Đó giờ thì mẹ con của cô ở cái này không à. Dạ. Không có nhà đâu hết á. Ở đây mướn nhà trọ không. Rồi cái bữa hổm hồi Tết đó, nó đau nhiều quá, bác sĩ chạy trả nó về. Rồi sợ, ở đây người ta sợ chết á, người ta không có cho đem vô nhà trọ. Rồi ở dưới quê, chị ăn mấy đứa em ở dưới quê, nó mới lên từ thiện, nó xin tất cho cô cái nhà ở dưới quê. Dạ. Yeah. Bằng cây mà cũng ba lớn vậy thôi. Rồi. Và bề ngang có ba thước, dài có mấy thước à.
để nó có chết là chở nó về nhà, không đem vô nhà ai hết đó, rồi đem về cất lên, rồi cô về với vợ được 2 tháng, thấy cuộc sống nó eo hẹp quá, mà nó chết thì nó không chết mà bệnh thì nó không hết, nó càng ngày nó càng nhiều hoài. Cô thấy vậy cô chở ngược lên đây để đi làm kiếm tiền mua thuốc cho nó uống. Rồi con hiểu rồi. Thì mình nói mình nhờ người ta giúp đỡ mình lên mạng để kiếm có đồng tiền để mua thuốc cho nó uống. Cũng chở lên đây 2 tháng này thì uống thuốc có tiền, xin được tiền mua thuốc uống nó đỡ lại vậy đó. Rồi rồi con hiểu rồi, ý là con hỏi cho nó kỹ là cái gia cảnh dưới quê như thế nào vậy đó. Vậy thôi anh hôm nay anh ghé thăm Long, vậy thôi anh chào Long ha. Rồi con chào cô nha. Bây giờ con bư vào được biết cô bệnh hoạn giờ nào bỏ con cô lại tội nghiệp nó, giờ đi làm kiếm tiền để dành cho nó. Uống nước đi con. Rồi sao bắn vậy? Chưa ăn cơm nữa mà tự nhiên sao vậy?